Vâng, xin kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Hero. Hôm nay em vừa mới về được một cái lô vang này, nó chỉ có hơn chục con thôi em nhé. Một cái dòng vang số chỉnh cơ cực kỳ là đẳng cấp luôn. Dòng vang số Lắc DK4.1P. Một cái dòng vang mà gần như là anh em chơi audio, chơi âm thanh hoặc là anh em làm về âm thanh đều biết đến cái dòng vang này. Đây là một cái dòng vang nó rất là nổi tiếng. Anh em có thể tìm hiểu thông tin qua trên Facebook, trên mạng em nhé. Nó rất là dễ luôn. Và cũng có rất là nhiều anh em hướng dẫn chỉnh cái cách cái chỉnh của cái vang này. Đấy, nó rất là đơn giản luôn. Đấy, và đây là cái hàng tuyển chọn chỉ có 12 bộ anh em nhé. Chỉ có 12 bộ thôi hàng tuyển chọn. Tất cả đều là đẹp keng luôn. Đấy, và hôm nay là cái ngày cuối tuần. Em thanh lý cho anh em cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Chỉ có vài trăm nghìn anh em nhé. Chỉ có vài trăm nghìn một cái con vang số chỉnh cơ hàng tuyển chọn đẹp keng luôn như thế này. Đấy, anh em xem video vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Thì đầu tiên thì cũng như mọi khi thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái hình thức của cái vang này. Thì cái vang này là cái vang là mặt nó là phay nhôm em nhé, mặt phay nhôm và sơn của nó là sơn màu xanh ngọc. Cái hình thức của nó thì em quay video này thì nó cái màu nó không lên, nó không được đẹp. Đấy, nhưng mà ở bên ngoài là cái vang này cái màu nó rất là đẹp anh ạ. Đây em quay sát cho anh em xem. Đây. Đấy. Cái mặt phay nhôm của nó rất là đẹp, cái màu là màu xanh ngọc em nhìn chưa? Đấy, cái màu khi ở bên ngoài nhìn nó rất là đẹp luôn, nó còn đẹp hơn quay như này anh em nhé, nó rất là đẹp. Đấy, còn đây là cái phần nội thất của nó này. Cái phần nội thất của nó thì con này nó sử dụng cái nguồn auto vol em nhé. Cái nguồn này nó tự cân bằng hiệu điện, tự ổn định hiệu điện thế. Cái này anh em có thể sử dụng được điện điện áp từ 90 đến 250V, có nghĩa là 100V điện áp 100V anh em cũng sử dụng được cái vang này. Đấy, cái này nó tự cân bằng điều chỉnh điện áp anh em nhé. Đấy, và đây là cái bo nguồn mạch chính để xử lý tất cả các cái tín hiệu âm thanh. Ở đây là cái tín hiệu xử lý cái tín hiệu vào của mic, còn đây là tín hiệu vào và ra của âm thanh anh em nhé. Đấy, còn đây là cái phía sau của nó đây. Đấy, cái phía sau thì bao gồm cái này có cổng RS232. Cái này để anh em nếu mà anh em nào muốn chỉnh phần mềm thì có cái phần mềm Lắc DK4.1 ở trên mạng ấy, anh em tải về chỉnh rất là dễ. Đấy. Và còn anh em đây là những cái đây là cổng ra này, đây là hai cổng ra này em sẽ tặng anh em hai cặp sắc ca lông em nhé. Em sẽ tặng anh em hai cặp sắc ca lông. Đấy. Và đây là cái tín hiệu vào này, tín hiệu vào của nó là tín hiệu vào 6 ly thì em sẽ kèm cho anh em là một cái đôi jack 6 ly ra AV anh em nhé. Đấy thì là anh em cắm vào một là đây là một cặp AUX 1 này, để in 1 là một cặp này. Đấy, in 2 là một cặp này. Đấy anh em nhớ kỹ nhá. In 1 là một cặp, in 2 là một cặp. Đấy. Đây là cái phần cắm. Còn đây em đã cắm thử một cái con vang ở trên này. Bây giờ em test thử qua cái tiếng mic để anh em nghe cái độ vang nhại của cái mic của cái vang này nhá. Cực kỳ là hay luôn em ạ. Em bật cái mic này lên. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 đi 1 2 1 2. Đây em đang ngồi cách mic cách loa này khoảng tầm 20 phân anh em nhé. Em ngồi cách loa có 20cm thôi. Đây cái mic em vẫn đang bật đây anh em nhé. Cái mic em vẫn đang bật đây. Đấy. Và cái effect của mic đây. Trước khi mà anh em muốn điều khiển những cái nút trên này, anh em phải ấn vào cái nút này để cho nó mất cái khóa đi anh em nhé. Từ anh em sẽ điều chỉnh ở trên này. Cái mic cái volume mic của cái này thì em để mức 10. Đấy là cái mức này cũng là mức cực kỳ là lớn anh em nhé. Đấy, đẩy này em cũng để ở cái mức là 1 giờ. Đấy, và đây là cái mic. Đấy, trên volume em cũng chỉnh về cái mức này, nó chứng tỏ là cái mức này nó rất là to. Đây em ngồi cách loa đây chỉ khoảng tầm 20 phân em nhé. 1 1 1 1 2 1 1 2. Đấy, nó gần như là nó chống vú tuyệt đối rồi em, nó gần như là chống vú tuyệt đối rồi em nhé. Đấy, và còn phần chỉnh của cái vang này thì cực kỳ là dễ luôn. Đấy, bây giờ em hướng dẫn qua một chút để anh em về anh em có thể tự chỉnh được luôn em nhé. Đấy, thì là đầu tiên thì nó sẽ hiện lên một cái nút khóa ở đây, thì anh em ấn vào cái nút này thì nó sẽ mất cái khóa. Đây là anh em có thể điều chỉnh được cái phần cơ ở bên này anh em nhé. Đây, anh em điều chỉnh phần cơ thì đầu tiên là cái nút này nó là cái điều chỉnh âm lượng của nhạc em nhé. Điều chỉnh âm lượng của nhạc, cái này là điều chỉnh bass của nhạc này,
chép của nhạc này. Đấy, chép của cái nhạc. Đây là âm lượng của súp. Đây là âm lượng của loa center. Đây là cái mic echo reverb. Đây là cái tỷ lệ anh em, nếu mà anh em mà muốn hát echo thì anh em quay về cái phía bên tay tay trái. Còn nếu anh em mà muốn hát reverb thì anh em mà quay về vặn về cái phía bên tay phải anh em nhé, nó rất là đơn giản luôn. Đấy. Còn cái nút cuối cùng này là cái nút mic volume. Tiếp theo ở bên dưới thì đây là cái nút chống hú này anh em. Đấy, anh em ấn vào đây thì là nó sẽ mất chữ V đi, đây là tắt chế độ chống hú. Đấy, bật ấn một phát nữa nó hiện chữ V này. Đấy, đây là chế độ bật chế độ chống hú em nhé. Đấy, và bên dưới này là cái delay này. Cái delay là cái khoảng cách mà cái tiếng lặp lại của cái echo ấy, cái thời gian để lặp lại echo. Đấy. Thì đây em chỉnh, thường thì nãy em sẽ chỉnh đến mức khoảng tầm 200 nhé. 210. Đấy. À, tiếp theo là cái reverb này chính là cái số lần lặp lại của cái echo em nhé. Đấy, reverb time đây là cái thời gian của cái tiếng reverb. Đấy. Còn ba cái nút chỉnh cuối cùng này nó chính là chỉnh bass của mic này, chỉnh chung của mic này và chỉnh chép của mic. Đấy. Và quan trọng nhất là khi anh em chỉnh xong rồi ấy, anh em sẽ lưu lại thì anh em ấn vào cái nút giữa này. Đấy, nó hiện lên chữ program, anh em ấn tiếp một lần nữa nó hiện lên chữ loát effect. Đấy, thì anh em ấn cái nút bên tay phải này cho nó hiện lên chữ stone effect em nhé. Và sau đó là anh em ấn vào cái nút giữa. Đấy, đây là cái chương trình mà anh em sẽ lưu cái chương trình mà anh em đã cài đặt sẵn, thì anh em ấn tiếp. Đấy, anh em nhớ đây là cái anh em là lưu chương trình số 2 nhé. Đấy, đây nó hiện ở memory. Đấy, khi nào anh em ấn nó hiện về cái màn hình như này là chứng tỏ là cái phần mềm của anh em chỉnh đã được lưu anh em nhé. Đấy, nó rất là đơn giản luôn. Đấy, một cái con vang mà nó cực kỳ là chất lượng, cái chống hú của nó cực kỳ là tốt luôn, vang nhại rất là hay và cực kỳ là dễ chỉnh. Đấy, và hôm nay là cái ngày cuối tuần, em sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Nếu như anh em nào một ở nhà đang có cái bộ karaoke mà hát mic tiếng nó lặng, đấy, hú rít rất là mạnh, thứ hai là cái echo thì vợt anh em cảm thấy chưa được hay, thì đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý anh em nhé. Nó hơn rất nhiều những cái dòng vang cơ mới anh em nhé. Cái vang này thì hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, chỉ có 1.050.000 đây nhá. 1.050.000 là bao gồm là em tặng cho anh em là kèm một đôi dây rắc để anh em là cắm ra loa, cắm ra âm ly hoặc là cắm ra đẩy anh em nhé. Đấy, chỉ có 1.050.000. Đấy, một cái con vang như này là bao gồm đầy đủ phụ kiện, dây rắc để anh em cắm ra loa, anh em cắm ra âm ly và anh em cắm ra đẩy. Đấy, chỉ có 1.050.000, nếu mà trừ đi thì một cái đôi dây rắc của em cũng rơi khoảng 100.000 em nhé. Đấy, thì tính ra là cái này nó chỉ dạy một cái vang này nó chỉ trị giá khoảng tầm 900.000, nếu em bao ship nữa thì nó chỉ có 850.000 một cái vang thôi, và nó cực kỳ là rẻ anh em ạ. Đấy, một cái dòng vang cực kỳ chất lượng này chỉ có 850.000. Đấy, nếu anh em nào mà chốt cái vang này thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955, chỉ có 1.050.000 là em bao gồm cho anh là phí ship này và kèm cho anh em là một đôi dây rắc để anh em cắm vào loa, cắm vào đẩy hoặc cắm vào âm ly anh em nhé. Và tất cả các sản phẩm bên em thì bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho anh em và đồng thời là bảo hành cho anh em là 3 tháng. Đấy, chỉ có 1.050.000 mà đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Anh em nào chốt cái vang này vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc 0912797955, em ghi ở bên dưới cái góc màn hình em nhé. Một cái dòng vang nó phải nói là nó cực kỳ là chất lượng em ạ. Một cái dòng vang hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn, từ hình thức đến chất lượng nó cực kỳ là ok luôn. Đấy, và cái phần mềm của nó thì anh em tải trên mạng cũng về cũng rất dễ. Đấy, và những cái cách chỉnh thì cũng rất là nhiều anh em là hướng dẫn cách chỉnh của cái vang này rồi. Đấy, thế nên là nếu mà anh em nào mà cần chỉnh sâu một chút thì anh em có thể xem các cái video của anh em khác cũng là cái vang này em nhé. Đấy, một cái dòng vang cực kỳ là chất lượng, chỉ có 1.050.000. Đấy, bao ship và em tặng cho anh em một cái đôi dây rắc trị giá 100.000. Đấy, anh em xem video vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Đấy, anh em nào chốt cái vang này 1.050.000 thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 em nhé. Đấy, rất là rẻ luôn mà cực kỳ là chất lượng.
chỉ có 12 con này thôi anh em nhé, chỉ có 12 con thôi. Nếu như mà hết cái chỗ vàng này thì anh em có giải em 1 triệu mốt em cũng không có để bán em nhé. Đấy, xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.